Hello, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Shop Đầu Si. Thì hôm nay em sẽ lại tiếp tục là lên áo da cho bác nhé. Và em có một số mẫu thì nó hơi bị lỗi nhẹ một xíu thôi. Nhiều áo thì nó bị kiểu vết vết thôi bác nhé. Đấy, nó rất là ít thôi. Và hình thức mua hàng bên em thì các bác chịu khó là mình mua mình cọc với em 100k nhé. Bác nào mình chưa tin tưởng mình có thể là cọc 50, 50 hoặc 100k các bác ha. Và bên em thì luôn luôn là bao trọn ship. Khi shipper giao hàng, các bác có quyền lợi mình được kiểm tra đồng kiểu với shipper về cái mặt hàng các bác đã đặt mua các bác ha. Và em có nói trước là áo, nói chung là một số áo thì nó sẽ gọi là hơi bị lỗi nhẹ không nhá, hay là em cũng bán giá rẻ thôi. Chứ còn như đợt trước thì nó không bị áo không bị lỗi thì em sẽ bán gọi là nó chỉ nhích hơn một một xíu không nhá. Các bác chú ý chiều cao cân nặng với em ha, chiều cao cân nặng và số đo thông số mà em đã ghi trên áo video bác ha. Đây, đầu tiên sẽ lên mắc một con áo form dáng manto. Một con áo dáng manto với em ha. Một con màu đen, một con màu đen. Tay suông không nhá, tay suông. Áo là áo hơi bị lỗi nhẹ một xíu nhá. Lỗi nhẹ tí và tí nữa em sẽ chỉ từng lỗi một cho các bác xem ha. Đấy, dòng cái cúc. À, như con này thì nó bị vệt vệt ở cái phần đây này con này. Đó, ở chỗ phần dáng thì em có ở cho bác xem rồi ha. Đó, con này chỉ bị lỗ một xíu xíu đây thôi con này. Đó, các bác cài cúc vô này như vậy các bác nhá. À, nó bị lỗi nhẹ thôi, một xíu xíu đây các bác nhá. Đây, form thì như vậy. Mẫu, nói chung là cái áo này các bác nên cao trên 1m7 cho em ha. Cao trên 1m7 và mẫu là cao 1m65. Các bác có thể là ướm chừng vào mẫu thôi nhá. Các bác có thể là ướm chừng vào mẫu. À, quay cận chất chất da đây các bác nhá. Chất da đây. Làm sao? À, quay làm sao bác xem. Dòng manto có dây thắt eo nhé, có dây thắt eo ở bên trong đây con này. Đó, có cái dây thắt eo ở bên trong cho bác nha. Đấy, túi nắp hộp, túi là túi nắp hộp cực kỳ sâu và rộng luôn nhé, túi nắp hộp sâu và rộng. Đấy, hai bên luôn túi nắp hộp thêm ha, túi nắp hộp. Đó, lỗ nhẹ một xíu luôn nhé, lỗ nhẹ một xíu ở đây cái chỗ mà em dán thì mình trắng trắng đấy là bị lỗi luôn nhé, lỗ nhẹ thôi. Đằng sau thì như vậy không nhé, đằng sau thì như vậy. Màu đen em nha, áo màu đen kiểu dáng manto. Áo này thì sẽ phù hợp với mùa đông cũng nhé, phù hợp với mùa đông hơn. Các bác đi ngoài đường có thể là mặc cái áo này với kiểu dáng choàng nhé, choàng ở bên ngoài. Đấy, hoặc là mình mặc áo này rất là ok ha. D41 các bác nha, mã D41, tay 57, vai 50 và lưng 78 các bác nha. 80 đến 90 cân. D41 350k các bác nha. Đây, cái hiệu của áo đây các bác này. Đó, tem áo đầy đủ không nha, tem áo đầy đủ. Và các bác cứ yên tâm là khi giao hàng áo nó sẽ đẹp hơn ở bên trên video rất là nhiều. Tại vì trên video thì thực dạng là quay không thật chất, nói chung là nó không thật bằng ở ngoài các bác sờ tận tay các bác ha. Đấy, lỗi nhẹ một xíu đây thôi ha. D41. Đây, tiếp tục một cái mẫu áo có cổ lông nhé, cổ lót lông và nó bị lỗ nhẹ đây. Đó, quay cận chất cho bác xem nha. Nó bị lỗ nhẹ một xíu nhé, ở đây nữa này. Đó, nó bị đây. Hai vết các nhá, bị hai vết chứ không là áo này em bán mắc tiền đúng không các này. Màu nâu các em ha, màu nâu và cổ siêu ấm luôn. Và nói chung thì mấy cái vết này thì các bác phải nhìn kỹ là mới thấy này. Còn không thì các bác mua về mình có thể là xử lý qua cũng nhá, xử lý ví dụ như là đánh xi hay cái gì đó thì bác cũng có thể là che luôn. Đó, tay là tay cúc này. Đó, và cái phần tay của nó được may gấp cũng nhá, may gấp xếp nhìn rất là đẹp luôn nha. Màu nâu. Đó, và cái chất da nó sẽ như vậy ha. Áo là em có báo trước trên video rồi cũng nhá, thì bác cứ nói chung là bác nào mình thấy ưng ý này, đó, thì bác chốt đi ha. Đó, cái phần lông này thì bác có thể tháo rời ở cái phần cúc này. Phần cúc này tháo rời được không nhá, kiểu dáng cổ bể với em. Đó, kiểu dáng cổ bể ha. Mẫu là cao 1m65 các bác nhé, mẫu cao 1m65. Đây. Màu nâu, đó, có tay nhét này. Và phần dưới đai thì có cúc các bác nhé, có hai phần cúc cài này con này. Đấy.
áo lông có tháo rời không nhá. Áo này thì đi vào mùa đông thì phải gọi là siêu ấm luôn. Đấy, siêu ấm luôn không nhá. Sờ siêu thích. Đấy, mã là D43. D43 giúp em ha, D43, tay 60, vai 50 và lưng 70 không nhá, 80 đến 85 cân. Còn nếu mà bác nào mình thích mặc rộng, mặc chật tùy thường form của mỗi người thích thì mình có thể là tùy chỉnh các bác nhá. D43 350 giúp em ha. Đó, hình này. Ở chỗ này thì được dập dập hình này các dập chữ với dập in cái hình con ngựa thì đây các bác ha. Đó, có túi trong thì các bác đựng ví tiền hoặc chìa khóa xe các bác nhá. Đây cái tem của nó đây. Tem siêu loàng hoàng luôn. Con này chắc là một con của Hàn hay của gì đó các bác nhá. Và bên này có kèm ở bên trong có một cái cúc này. Đó, và mẫu này thì khoảng 1m7, 1m75. Đó, còn bác nào 1m65 thì sẽ mặc như mẫu các bác ha. Đây, tiếp tục một mẫu cổ bẻ này, một mẫu cổ bẻ nhá, cũng là dòng manto. Dòng manto thường là có sẽ dây đút hoặc là dây thắt eo bên trong nhá. Đấy, dòng này vừa khóa vừa cúc luôn các bác nhá, vừa khóa vừa cúc bấm này. Dòng vừa khóa vừa cúc bấm luôn nha. Đấy, form thì như vậy. Đó, dòng rất là nhiều túi các bác nhá. Túi này nó cũng phải gọi là rất nhiều túi luôn. Đấy, túi nắp hộp đi em nhé, túi nắp hộp siêu to siêu rộng luôn. Đó. Ở trên thì có túi khóa không nhé, ở trên thì có cái túi khóa này. Đó, màu đen không nhé, màu đen dòng manto. 1m65 thì sẽ tới mắt đầu gối không nhé. Đó, nên form này thì các bác nên trên 1m7 đi em ha. Tay cúc bấm này, còn bác nào mà mình thích mặc mùa đông thì mình choàng cái áo bên ngoài thì nó ấm thì các bác có thể chốt không nhé. Màu đen cho em nhé, màu đen, đây là tay cúc bấm này. Tay cúc bấm và sẽ có hai nấc cúc nhé. Dòng vừa khóa vừa cúc bấm luôn cúc nha. Dòng vừa khóa vừa cúc bấm luôn. Đây, mẫu này thì nó bị lỗ một xíu ở phần tay các bác này. Lỗ một xíu ở phần tay nha. Nói chung là mấy cái áo này đều bị lỗ nhẹ cúc nhé. Lỗ nhẹ không bị nặng lắm đâu. Đó nên em sẽ bán giá rẻ thôi. 300, con này thì em bán 380 cúc nhé. Đấy, tại vì cái vết của nó thì rất là xíu xíu thôi. Các bác phải nhìn thật kỹ mới thấy cúc nhé. D46, tay 60, vai 53 này và lưng 80, 80 90 cân, 380 nhá. Siêu dày và siêu nặng. À, mặc rất là mùa đông thì mặc cái con này thì rất là ok. Tại vì mùa đông thì áo vừa gọi là vừa bán chạy này, vừa bán chạy là một này, hai và nhiều lúc còn chả có hàng để bán nên bác tranh thủ vào mùa, nói chung là vì dịp mùa hè này, mùa hè mùa nóng này. Đó, thì bác tranh thủ mình chốt để đến dịp lạnh, đấy, lúc nào lạnh thì mình mang là mình mặc thôi. À, lỗi một xíu xíu đấy thôi bác nhé. Đấy, phải nhìn kỹ lắm thì mới thấy cũng này. Có nhìn thấy không? Kỹ lắm mới thấy cũng nhé. 380. Tiếp tục một mẫu cổ bẻ này, dòng sơ mi. Dòng sơ mi cổ bẻ thường là mấy cái dòng này em bán rất mắc tiền luôn. Dần nhất là vào cái dịp cuối năm. Áo nó khan hiếm quá đấy, dòng sơ mi này được các bác rất là chuộng, sơ mi cổ trụ và dòng sơ mi cổ bé này được các bác rất chuộng luôn nha. Đó, tay là tay tay suông với em nhé, tay suông. Đó, bán giá rẻ cho bác không. Đó, form như vậy. Đây cái áo này thì nó bị lỗi á, một xíu ở đây. Đó, có một xíu xíu ở đây các bác này. Đây có nhìn thấy cái vết chỗ em chỉ đâu ạ? Đây, vết cái chỗ tay em chỉ đây các bác nhá. Đó, các bác phải nhìn kỹ lắm mới thấy này. Còn nói chung là các bác mua về có thể là đánh xi nhé, đánh xi hoặc là làm cho nó phẳng với nó đẹp hơn này. Tiện lợi nhất là các bác nên mang ra tiện luôn nha, mang ra tiện cho người ta xử lý các bác nha. Form in vào. Và ở dưới ở đằng sau thì nó có xẻ như vậy các bác ha. Đó, đằng sau thì nó có xẻ ở cái phần tà áo phần đằng sau này thì nó có sẽ xẻ tà ở hai bên luôn nha. Đây. Đây, em giờ bác xem này, nó xẻ tà ở dưới như vậy các bác nha. Màu đen thế em nhé, màu đen, áo màu đen. Dòng sơ mi nhé, dòng sơ mi cổ bé. Nói chung nó không bị lỗi thì em sẽ bán mắc tiền hơn. Nhưng mà nói chung là nó bị lỗi nhẹ thôi. Nên là em bán 380 nhé, không là em bán phải 600 mấy, 500 mấy lận các bác ha. Mã là D47 này, tay 65, vai 453 và lưng 73 các bác nhé, 75-80 cân.
Đây sản xuất tại Hàn luôn nhé, sản xuất tại Hàn size L gì đây. Đó. Đây form bên trong là kiểu vải như các bạn. Phần còn giống vải dù luôn nhé. Đây bên trong thì có một miếng như gọi là cái túi nhỏ nhỏ không này, túi nhỏ nhỏ xinh xinh và được dán à, túi dán. Các bác có thể ướm trường vào mẫu nhé, mẫu là cao 1m65. À, bác nào mà mình có cùng chiều cao 1m65 thì mình cũng có thể là ướm trường này. Và bác nào mà mình cao hơn một xíu hoặc là mình nhích hơn một xíu thì cũng có thể là ướm trường nhé. Đó, tại vì mẫu đã cao 1m65 rồi. Đây, tiếp tục một con sơ mi cổ bể luôn. À, form này thì form nhỏ hơn một xíu nhé. À, chất dao này cũng rất là đẹp. Đấy, nó bị lỗi nhẹ ở đây. Đó, nó bị lỗi nhẹ ở cái phần đây ở phần túi này con này. Đấy, ở cái phần túi nhét tay. À, nhưng mà thực sự là mấy cái chỗ này thì rất là ít khi người ta để ý thôi. À, khi mà mình nhét tay họ không ai để ý đâu bác nha. À. Form này. À, mẫu là cao 1m65 nhé. Đấy, nhưng mà các bác cứ yên tâm. Tại vì áo là áo nam nhưng mà mẫu không có mẫu nên là nữ mặc luôn. À, nên các bác cứ yên tâm là khi giao hàng về các bác mặc sẽ đúng form. Đúng form của các bác nam thì mình sẽ mặc đẹp hơn nhiều bác nha. Đấy, màu đen. Dòng sơ mi cổ bể đây em nhé, sơ mi cổ bể. À, đằng sau thì như vậy đúng nhá, đằng sau thì như vậy. À, đằng sau cũng có một vết này không này, một vết ở đây. À, nó như kiểu một cái miếng như kiểu khi áo nó bị nhăn quá, nó gấp vào thôi chứ các bác cũng không để ý lắm đâu này. Đấy, quay cận cho các bác xem về chỗ phần này nha. Áo bị lỗ nhẹ không nhá. Áo bị lỗ nhẹ nên là bán 350 không nhá. 350 mã D51, D51 này, D51 tay 60 vai 48 và lưng 63, 65 70 cân với em nhá, 65 70 cân. Bên trong có túi trong này và lót vải dù không nhá, lót vải dù. Áo nói chung là áo thì thường là 1m7, 1m75 hoặc bác nào mình 1m65 mà có cùng chiều cao như mẫu mà thích mặc hơi dài một xíu thì mình có thể là mặc nhé. À, tại vì thường là mấy cái mẫu này thường là 1m7 trở lên. À, các bác nào mình 1m65, 1m6 mà thích mặc kiểu áo dáng dài đấy, thì mình có thể là chốt các bác nha. À, như mẫu này thì cũng cao một trên 1m7 đây nhé. Còn bác nào mà mình 1m65 mà người form mình phải to một xíu này đó, thì mình mặc sẽ ok hơn. Hoặc là mình có thể mặc theo kiểu áo dáng tròn nhé, theo kiểu áo dáng tròn. Đây, form phải như vậy. À, các bác nhá, 1m65 thì sẽ gần tới đầu gối nhé, 1m65 thì sẽ tới gần tới đầu gối. À, có túi rất là sâu luôn các này, túi siêu sâu luôn nhá. Ở phần trên phần ngực thì cũng có một cái túi khóa nhá, cũng có một túi khóa luôn. À, rất là sâu, đây các bác nhìn này, sâu tít ở bên trong này luôn. À, form như vậy ha. Nói chung là mấy cái áo này thì nó sẽ bị lỗi hơi nhẹ một xíu không nhá, dòng vừa khóa vừa cúc luôn. À, chất da này siêu dày luôn, dày nhưng mà không bị cứng không nhé, dày nhưng không bị cứng tuyên ha. Đấy, cái áo đằng trước sẽ như vậy các bác nha. Này đằng sau thì nó bị cái vệt đằng sau đây. Đấy, nó cũng cái chỗ mà em dàn về cái miếng trắng trắng ấy, là một cái chỗ mà bị lỗ nhẹ không nhé, lỗ nhẹ đằng sau đây. Con này siêu dày luôn nhé, siêu dày, các bác mua về các bác mặc rất ok luôn. Đấy, mã D42, tay 57 này, vai 50 và lưng 80, 350 nhé, 350 D42, 80 đến 90 cân, 80-90 cân. Bên trong có túi trong này, có túi trong này có đựng ví tiền các kiểu này. Đấy, có khóa không nhé, bác nào mà mình không có túi hoặc là cái đựng đồ này thì mình có thể là mua con áo này. Tại vì áo này thì có túi khóa và túi bên trong và có khóa không nhé, các bác cứ yên tâm chắc chắn này. Đấy, tem đấy các bác nha. Đây, tem vào đây này. Đây, tiếp tục mình cho một con áo mô tô. Đấy, bác nào mà mình dân mô tô này hoặc là mình thích cái kiểu áo mô tô thì bác chọn cái dòng này game ha. Đây, quay cận chất tay này các bác này. À, và cái phần dưới tay này thì nó bị có cái vết ở đây các bác này, nhưng mà các bác khi các bác mang thì nói chung nó cũng là ở mặt dưới thôi nên là cũng không ai để ý lắm đâu các bác nhá.
áo kiểu dáng mô tô, siêu dày dặn luôn, rất xịn sò. Tay khóa cho em ha. Đây, tay khóa nhá, tay khóa này, nới rộng rồi này. Con áo này nếu mà nó không bị lỗi thì em bán phải cực kỳ là mắc tiền luôn. Cái chất da nó siêu đã luôn nhá, siêu đã luôn. Các bác mà dòng chân dân chơi mô tô thì bác biết rồi. Đấy, thích mặc cái áo dòng này thì bác nên chốt cái áo này cho em nha. Và cái khóa con này thì nó bị gập ở đây các bác này. Các bác mua về các bác cậy nó ra nhé, cậy ra thì nó không bị khít vào đây này. Này các bác sẽ cài vô được nha. Em có báo trước trên video không nhé? iPhone bị vào. Mẫu là cao 1m65 đúng nhá, mẫu cao 1m65. Tay của nó hơi dài nhá, tay của nó hơi dài một xíu nha. Kiểu áo mô tô thì nó sẽ như vậy nhá. Đấy, kiểu áo mô tô. Em này thì cao 1m7, 1m75. Các bác nào mình 1m65. Đấy thì mình cũng sẽ mặc như mẫu nhá. Mẫu là cao 1m65 nha. Còn form là thì khoảng 1m7, 1m75 không ha. Đằng sau siêu dày không nhá, siêu dày dặn luôn, kiểu áo dòng mô tô. Đây, túi khóa nhá, túi là túi khóa, túi trên, túi dưới đây là túi khóa luôn. Đây và cận chất da này, đấy, siêu xịn luôn. Đấy, cổ là cổ trụ ha. Dày và rất là nặng cái tay các bác nha, dày và rất là nặng luôn. Đó đằng sau này, cái phần chỗ này, phần vai này, này người ta may cái thiết kế theo cái kiểu nó khá là cứng cáp luôn nha. Đấy, cái phần chỗ này các bác này. Đấy, cái phần bả vai này ha. Đây, chữ này. Form rất dày các bác nha, dày và nặng luôn. Mã là D45 luôn nhá. D45 tay 66 này. Vai 48 và lưng 65. 65 70 cân nhá, 408 cho em ha. Đây, 408 mã D45. D45 cho em ha. Áo là áo kiểu áo mô tô. D45 cho em nhá, 408. Bên trong cũng có túi khóa luôn nhá, cũng có túi khóa ở bên trong luôn. Đấy, bên trong này. Lót mấy cái miếng này thì sẽ rất là thông thoáng luôn nha. Đây, có mấy cái hiệu này. Đây, bên trong rất là kiểu luôn nha. Đây, tem của nó siêu nhiều không này. Siêu nhiều, siêu dài luôn. Đấy, rất nhiều cái tem siêu dài không nha. À, bên trong đây, rất ok luôn. Size là size L các bác nhé, size L và sản xuất tại Indonesia. Đây, size L và sản xuất tại Indonesia giúp em ha. D45 các bác nhé, mã D45. Đây, tiếp tục cho một mã cổ trụ này, cổ trụ và có lót lông ở phần viền nhé, có lót lông ở phần viền. Và cũng tháo rời luôn các bác nhá. Ở đây có cái phần cúc này. À, các bác có thể tháo rời được nha. Đây có cúc này, tháo rời cái phần lớp đông này ra. Hoặc vào mùa đông thì mình đi đường á, nó lạnh cổ thì mua mấy cái áo mà kiểu có cái lớp lông này này. Đấy, mình mặc sẽ rất là ấm nhá. Đây. Lớp lông này siêu xịn sò luôn. Mùa đông mình mặc nó sẽ ấm cổ như thế này. Đây, tay của nó thì hơi lỗ một xíu nhá. Đây cái vết nó ở phần tay thì như vậy. Thường là các bác mấy cái vết này thì nó rất là nhỏ thôi, nó không bị lỗi to. Nên là các bác phải nhìn thật kỹ về tay thôi ha. iPhone như vậy. Con này thì cao 1m7, 1m75 không nhé. Đấy, con bác nào 1m65 thì sẽ hơi dài. 1m65 thì như vậy ha. Đấy, dòng cổ trụ cũng nhé, dòng cổ trụ và có lớp lông ở bên trong. Cái lớp lông thì tháo rời cũng nhé. Lớp lông này thì lớp ở viền. Đấy, nó ở viền. Đây, bên trong thì có túi này. Có túi này, có túi trong luôn nhé, có túi trong. Nó bị lỗ nhẹ một xíu ở phần tay thôi nhé, lỗ nhẹ một xíu ở phần tay thôi. Đây đằng sau này. Đó, đằng sau thì như vậy luôn nhá, cái chất da thì như vậy ha. Đó, quay cận chất da cho bác luôn. Và bên trong là cái lớp của nó như kiểu là lớp y lê luôn nhé. Gần như kiểu lớp y lê thì các bác có thể là tháo rời ra. Đây, và cái tem của nó đây luôn nhá, và sản xuất tại Hàn. Đây, sản xuất tại Hàn cho em ha, Make in Korea này. Nó sản xuất tại Hàn. Bác nào mà mình mùa đông á, mình thích mặc đấy, mình để lại. Còn mùa hè mình nóng thì mình có thể là tháo rời cái phần lớp này bên trong cũng nhá.
tháo rồi thì nó sẽ vào bên trong như vậy. Mã là D49 nhá. D49 tay 63, vai 50 và lưng 67, 75 80 cân. D49 350 nhá. 350. Cái hiệu là đây này. Nói chung là áo thì tùy thuộc vào form, các bác nào thích mặc rộng mặc chật thì mình có thể là tùy chỉnh theo form các bác mặc nha, chiều cao. Đấy, còn để chắc chắn thì bác có thể là theo chiều cao của shop cũng ha. Đây, tiếp tục là nhóc một mẫu cổ này. Đấy, cổ trụ này. Đấy, còn bác nào mình thích thì mình có thể là bẻ ra như vậy cũng được. Nhưng mà thường là sẽ cổ đứng như vậy các bác nha, cổ đứng như vậy. À, màu nâu nhá, chất da mềm. À, mặc vào mùa hè rất ok, mát mẻ nha, các bác không sợ bị nóng nhé. À, áo này em mặc lên thì không thấy bị nóng đâu, mặc rất là thoải mái luôn. Chất da thì siêu mềm, siêu thích. Đấy, nhưng mà không bị mất form nha. Đấy, và cái độ nhăn con này thì rất là ít. Đấy, có gì nào? Tình trạng nhăn rất là ít luôn. Và cái con này thì các bác mua về mình có thể là đánh xi lại nhé, tại vì cái phần da ở phần mặt trước này nó hơi bị sờn nha. Đây. À, các bác nhìn thấy không ạ? Đây, nó hơi bị sờn sờn một xíu, các bác mua về các bác đánh xi với em ha. Đánh xi lại màu nâu với em nhé, màu nâu. Đây, form thì như vậy. À, con này thì các bác nên cao 1m7, 1m75 ha. Còn 1m65 thì sẽ hơi dài thôi nhé, 1m65 sẽ hơi dài. À, nói chung là cái kích thước của nó chỉ chênh lệch nhau một xíu thôi. Các bác nào mình thích mặc dài một xíu này thì bác có thể chốt nhá. Còn mẫu là bác nói chung là hàng si thì rất là ít khi nói chung là phải bị trùng mẫu nhá. Tại vì hàng nó là mỗi mẫu thì chỉ một mã thôi, một mẫu một áo một kiểu thôi nhá. Đây đằng sau này. Đó, quay cận cho bác xem này. Đó, ở cái dọc sống này, sống lưng thì sẽ được may ở hai bên. Đấy, tạo cái kiểu là cái đường cho cái áo nhìn rất là đẹp nha. À, đằng trước cũng vậy nhá, đằng trước là cái phần khóa này, cái phần khóa nó cũng được khâu kiểu không nha. Ở phần này áo này nhìn rất là đẹp nhưng mà nó chỉ bị sờn một xíu cái phần mặt nha. 350 luôn không nhá, 350. D48 này, tay 57, vai 50 và lưng 70, 75, 80 cân. Đây, cái hiệu là fit class gì đây. À, bên trong lót vải dù cũng nhé, mặc con này thì không bị nóng nhé. Đấy, em thấy mặc rất là mát luôn. À, và cái thông số ở phần chiều tay chiều vai thì nhiều lúc thì nó có thể chênh lệch 1 hoặc 2 cm cũng nhé. Đấy, tại vì nhiều lúc thì mỗi lần đo thì nó không thể chắc chắn được. Đấy, đây cái phần tay này. Áo này thì bị lỗ một xíu ở phần tay các bác nha, một xíu 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 thôi. Các bác phải nhìn kỹ là mới thấy này, nếu mà em không dán thì bác không thấy được luôn. Không nha. Đó, tại vì áo như thế nào thì em sẽ quay lên như vậy. Nếu bác nhìn nếu mà các bác nhìn qua thôi thì bác sẽ không thấy cho bác nha. Đó. Áo này thì các bác nên cao 1m7 nhá, và còn 1m65 thì sẽ tới đầu gối nha. 1m65 thì sẽ tới đầu gối đấy các bác. Sẽ tới đầu gối gốc nha. Đây, chất da siêu mềm siêu thích luôn. Mặc vào mùa đông thành cái kiểu áo dáng choàng bên ngoài ấy. Siêu ấm luôn nhé, siêu ấm. Form rất là to. Dòng cần giống kiểu manto nhưng cần giống kiểu manto. Đấy, cổ bẻ này, vừa cúc vừa khóa luôn giúp em ha, vừa cúc vừa khóa luôn. Đây là sao rồi. Áo là vừa cúc vừa khóa luôn nhá, cực kỳ đẹp, cực kỳ tiện lợi luôn. Đây. Cái chất da này cũng này, cái chất da nó siêu đẹp luôn. Đấy, sờ siêu thích luôn nhá, sờ siêu thích. Đấy, độ nhăn rất là ít, nói chung là cái hàng này rất là ok đúng không nha. D52 nhá, mã D52. 350 luôn các bác nha, tay 60, vai 50 và lưng 80. 75 80 cân nhá, 75 80 cân. Đây cũng là sản xuất tại Hàn đó em nha, Make in Korea này. Sản xuất tại Hàn và có túi trong nhá, có túi ở bên trong. Đấy, có túi ở bên trong quá ha. D52 nhé, mã D52. Đây, tiếp tục một áo sáng da. Con này thì cũng cao trên 1m7 nha. Còn 1m65 thì cũng sẽ hơi dài. Form này. Đó, các bác có thể là ướm chừng vào mẫu nhé. Mẫu là cao 1m65. Đấy, bác nào mà mình thấy mẫu 1m65 hoặc là mình chinh cao hơn một xíu này
mình cũng có thể là ướm chừng vào mẫu và mẫu mặc các bác nha. À, tại vì không có mẫu nam nên là các bác chịu khó là mình xem mẫu nữ mặc các bác nhá. Con này thì nó bị xíu cái phần phần túi nhé, bị một xíu ở phần túi này. À, mấy cái áo này các bác mua về nó chứ là các bác thể là đánh xi hoặc là xử lý một xíu là nó không, các bác sẽ không thấy được cái vết này nha. À, cái cốc của nó này, này form rất là ok luôn. Tay là tay cúc em ha, tay cái cúc và được may kiểu gấp xếp này, may gấp xếp rất là đẹp luôn ha. Dòng vừa khóa vừa cúc luôn luôn nhá, đấy hai kiểu vừa khóa vừa cúc cực kỳ là tiện lợi. Đấy, đằng sau thì sẽ được may kiểu hình thoi như vậy. Đấy, đằng sau thì sẽ được may hình thoi như vậy không nha. Đây, đằng sau này áo thì nói chung là nó bị lỗi nhẹ nên là em đã có báo trên video rồi bác nha, mã D40, tay 57 vai 50 và lưng 77 80-85 cân, 350 luôn nhá, 350 luôn. Bên trong thì được còn nhìn lót của nó nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Em có nhìn cái lót ở bên trong không ạ? Hàng xi nhưng mà nói chung là áo không bị hôi luôn nhá, không bị hôi, và dòng manto, dòng manto có thắt eo ở bên trong. Đấy, hàng xi mà phải gọi là nói chung là không bị hôi nhá. Đấy, mùi nó rất là dễ chịu luôn. Đấy, họa tiết rất là đẹp luôn này. D40 cũng nha. Đây, con áo cuối cùng này các bác này. Đây, áo này thì lỗ nhẹ một, nói chung là mấy cái áo này là lỗ nhẹ một xíu nhá. Form to, kiểu áo dáng tròn. Thường là sẽ phù hợp cho những bác là cao trên 1m7. Có bác nào mà vừa mình dưới 1m7 mà mình thích kiểu áo dáng tròn, mình mặc vào mùa đông ấm thì mình có thể là chốt cũng nha. Đây, em có báo trên video. Dòng là dòng cài cúc cũng nha, dòng cài cúc. Đấy, dòng cài cúc form thì như vậy. À, dòng cái cúc và túi siêu to luôn nhá, túi siêu to. À, cúc của nó thì cái màu rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, tại vì cái áo nó màu đen nên mà khi người ta phối với cái cúc này nhìn cái áo sẽ không bị chìm luôn nhá. Đấy, cái áo nhìn cái cúc của nó đây. À, sao đây, cái cúc của nó sẽ như vậy cũng nhá. Đấy, khi gặp cái ánh thì nó sẽ có cái ánh sáng thì nó sẽ ánh lên như vậy, nhìn khá là đẹp luôn các bác nhá. Túi của nó rất là to luôn. Đó là cái chất da nó cũng nhìn cũng rất là đẹp và mướt luôn này. Sờ siêu mướt siêu thích luôn cô nha. Đó, sờ siêu mướt siêu thích. Hàng xi nhưng mà các bác cứ yên tâm là cái mùi của nó rất là dễ chịu luôn, không bị hôi nhá. Đấy, nhiều áo xi thì nó sẽ hơi bị hôi một xíu này. Đấy, còn chỗ này thì nó bị vết ở đây. Ở đằng sau lưng không nhá. Ở đằng sau lưng thì sẽ có cái vết này. Đấy, nhưng mà nói chung là nhìn phải thật kỹ là mới thấy cô nha. Đấy, nhìn thật kỹ dành cho những bác mà mình nhìn sát vào mới thấy đâu nha, còn không thì sẽ không thấy đâu này. Đấy, nhìn từ xa đâu có ai, không có ai, nói chung là không ai mà để ý những cái vết nhỏ như vậy của các bác đâu. Đấy, không ai mà kỹ đến mức mà phải soi như vậy đâu bác nhá, thì các bác yên tâm. Đó, cái tay cái cúc của nó rất là đẹp luôn. Áo dáng dài thì nói chung là phù hợp nhất là những bác cao trên 1m7. Có bác nào mà mình dưới 1m7 mà mặc theo kiểu áo dáng tròn, kiểu áo dáng tròn hoặc là áo dáng tròn là mình mặc vào mùa đông á, mình đi ngoài đường mặc với cái dòng này thì sẽ nó dài ấy, nó sẽ rất là ấm luôn. Mã là D50 nhá, mã D50. Mã D50 với em này, D50. Tay 58 này. Tay 58 vai 53 và lưng 75. Nói chung là em quay thì nó bị ngược chiều không nhá. Ngược chiều nên là nó sẽ bị ngược cái mã này, các bác chịu khó là mình nghe em đọc mã cho em ha. Mã là D50, tay 58 vai 53 và lưng 75, 350 80-90 cân. Nếu các bác nào mình thích mặc kiểu form rộng thế như mẫu. Đấy, form to như mẫu thì mình có thể chốt không nha. Đấy. Tại vì mẫu là 1m65 và em chỉ khoảng 50 cân thôi. Nên các bác nào mình thích kiểu cũng mình cũng chỉ chênh hơn một xíu mà mình thích mặc dáng rộng. Đấy, thì mình có thể chốt với cái dòng này nha. Tại vì thường là mấy cái áo này là kiểu áo kiểu choàng bên ngoài nhá. Đấy, cái chút là cái nhìn thật kỹ thì mình có thấy lỗi đằng sau thôi, chứ không thì cái áo này nhìn rất là đẹp luôn này. Cái chất da nó rất là mướt luôn. Đây, cái thương hiệu của nó đây quốc nha, thương hiệu đây D50 nhá, mã D50. Đây, và áo cuối cùng thì em sẽ lên cho bác cái áo này nhá. Áo này thì không phải là hàng lỗi luôn nha, không phải hàng lỗi, và giá của em này là 1.650.000.
Và bác nào mình thích cái dòng kiểu áo xịn này, xịn giò này, VIP này đấy, còn có rất là nhiều bác gọi là mình thích chơi áo hàng VIP thì có thể chốt cái áo này cho em ha. Áo này là 1.650.000, tay 60, vai 46 này, tay 46 47 này, lưng 65, 60 65 cân nhé, 60 65 cân. Áo này là không có mã nhé, không có mã cho em nha. Áo là áo chất da lộ cho em này. Đấy, đường may đường form nó siêu đẹp luôn. Đấy. Đây. Và miếng da được may nguyên như vậy con này. Đấy. Nguyên tấm cho em nha. Đấy, da chất da thì được may nguyên tấm luôn lắm cho em này. Đó, cái chất da này cũng nha, chất da lộn đây. Màu nâu cho em nhé, màu nâu. Cái form này thì nói chung là các bác mua về thì các bác phải mặc một thời gian hoặc là các bác dưỡng thì nó sẽ gọi là nó sẽ mặc form nó sẽ mềm mại hơn lắm nhá. Đấy, em còn nói trước trên video cho bác luôn nha. Đấy, dòng là dòng khóa cho em nhé, dòng khóa. Và con này thì cao 1m7 này. Đấy. À, form rất ok luôn nhá. Mẫu là cao 1m65 luôn nhá. Mẫu cao 1m65. Bác nào 1m65 mình thích con này thì mình chốt với em này. À, form cực kỳ đẹp luôn luôn nhá. Đấy, túi khóa này cũng này. Túi khóa và nắp ở túi chứ ở phần ngực cũng khóa luôn không nhá. Đấy, hàng là hàng hàng mới cho em này. Hàng mới thì cái khóa túi của nó sẽ như vậy luôn nhá. Đấy, chưa sử dụng thì nó sẽ như vậy, hàng mới cho em ha. Còn sau này. Đằng sau thì sẽ là một miếng da nguyên khối nhá, một miếng da nguyên luôn. Đấy, may rất đẹp. Bác nào mình thích hàng VIP này, thích chơi hàng đẹp này, hàng đắt tiền này. À, nhưng mà đối với cái dịp cuối năm thì em bán có nhiều áo, em bán cả 2.000.000 lận. Đấy, với cái áo này thì nó cũng là không quá mắc đâu nhá. Da thì da lộn cho em nha, da lộn. Tay cúc nhá, tay cúc bấm có 2 nấc. Đấy, may khâu rất chắc chắn luôn nha. 1.650.000 với em nhá, 1.650.000. 1m65 1m7 ha. À, bác là 1m73 74 này, mình thích con này thì mình chốt nó với em nha. Đấy. Không mã nhá, áo là áo không mã cho em ha. Đấy. Bên trong có túi trong đầy đủ này, có túi trong đầy đủ. Đấy. Đây. Có vải dù không nhá, bên trong là lót vải dù. Lót vải dù thương hiệu con này con hư gì đây. Đây bác nha. 1.650.000 tay 60. 60 65 cân các bác nhá. Và ở cuối video thì em cũng xin lưu ý một lần nữa là hình thức mua hàng bên em thì các bác chịu khó là mình cọc cho em 50 hoặc 100 ngàn các bác nha. Và tiền ship thì luôn luôn là em bao trọn. Nên khi shipper giao hàng các bác có quyền lợi, mình được mở ra mình kiểm tra ha. Và nói chung là áo em quay thì nó bị ngược các bác nhá, thế là mã nó bị ngược nên là các bác chịu khó là mình nghe em đọc mã các bác ha. Hoặc là bác có thể chụp màn hình cái mã hoặc là cái áo gửi qua Zalo cho em để em sẽ chốt hàng cho bác thật nhanh các bác nhá. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video sau.